Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Beta Gaming của mình ha. Hôm nay mình tiếp tục làm một cái clip về tựa game Võ Lâm 1 ha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thử cái tính năng ép đồ phổ hoặc kim ha. Thì hôm nay mình sẽ thử ép cái set An Bang bạn, một cái set đồ rất là giá trị ngày xưa ha. Ngày xưa thì chỉ có những người nào giàu giàu mới có điều kiện để mà mua hoặc là ép đồ phổ thôi bạn, chứ người nghèo thì xài đồ xanh đồ tím thôi chứ tiền đâu mà sử dụng mấy cái này ha. Ok, mình sẽ bắt đầu ép ha, để biết được cái set cái đồ phổ này bao gồm mấy mảnh á, thì các bạn có thể tới những cái thợ rèn thành thị ha, chọn cái vật phẩm đúc này, tìm hiểu mảnh hoàng kim này, đưa cái mảnh cái đồ phổ vô các bạn. Thì nó kêu là cái này cần phân thành 6 mảnh ha, thì mình phải cần tới 6 cái đồ phổ. Ở đây thì đó là cái dây chuyền ha, An Bang Băng Tinh Tạch Hạt Liên, thì mình cần tới 6 cái ha mới ghép được thành một cái vật phẩm được, một cái dây chuyền được các bạn. Nó cho nên rất là tốn kém ha. Ngày xưa mà để ép được một cái món hồn kim thì rất là tốn tiền các bạn. Đây là mới chỉ là An Bang ha, chưa nói tới hồn kim môn phái các bạn. Hồn kim môn phái thì rất là tốn cái khoản tiền gấp mấy lần nữa các bạn, không có đơn giản đâu. Thì cái đồ phổ này thì ngày xưa thì đánh boss tiểu hoàng kim mới có ha, thì tỷ lệ nó cũng tương đối là thấp, muốn mà có đủ 6 mảnh như vậy là cũng một khoản rất là kha khá tiền đấy, chỉ có đại gia mới mua nổi thôi các bạn. Rồi thì để ép cái đồ phổ An Bang Băng Tinh Tạch Hạt Liên thì cần có cái huyền thiết khoan tăng kháng tất cả cấp 7 trở lên, phẩm chất 7 đó các bạn. Nhưng mà để mà đi lấy phôi xanh rồi lúc hút cái phôi ra thì rất là lâu ha, cho nên mình dùng cái lệnh bài mình lấy luôn nha các bạn, lấy khoáng thạch khảm nạm này, huyền thiết khoáng này. Lúc nãy nó kêu là kháng tất cả phải không, phẩm chất là phẩm chất 7 này đó, coi thử coi, nó kháng tất cả này, phẩm chất thuộc tính 7 này, nó lấy cho nó lẹ bạn, chứ mà đi đi rút khoáng thạch, rút đồ xanh, rút phôi ra thì rất là lâu ha. Thì ép cái này còn cần cái mảnh thiên thạch nữa ha, mình sẽ lấy luôn mảnh thiên thạch 1.9 này. Thì ở đây chỉ có 6 mảnh thôi ha, cho nên cái số 7, số 8, số 9 mình bước đi không có cần đâu. Mảnh thiên thạch thì các bạn có thể lại chỗ cái ông hàng rong ở Lâm An có bán bằng tiền vàng ha, hình như là bao nhiêu vàng, 100, 200 vàng một viên gì đó mình không nhớ rõ được. Rồi còn cái gì nữa không ta? Rồi còn huyền tinh nữa ha. Mình thử lấy một ít huyền tinh đi. Huyền tinh cấp 9 đi ha, lấy 30 viên đi. Đó. Tắt nó ra ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ép thử ha. Vật phẩm đúc này, chế tạo đồ phổ này, đồ phổ bỏ đây ha. Huyền tinh khoáng bỏ đây, huyền tinh bỏ đây. Rồi mảnh thiên thạch thứ nhất. Ok, cái này thì huyền tinh cấp 9 với cái phẩm chất nó cao rồi ha, cho nên chắc mình cũng không cần có trấn băng thạch hoặc là thủy tinh gì đâu, chắc là may mắn nó cũng thành công thôi. Yeah, thành công bạn, đó được mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên này, đó mảnh số 1 ha. Rồi mình em tiếp mảnh số 2 luôn, còn thiếu huyền tinh kết hợp đó, mảnh số 2 mình xài huyền tinh chính thì chắc chắn nó sẽ thành công rồi bạn. Nếu mà các bạn xài cái huyền tinh cấp thấp thì nên bỏ thêm thủy tinh hoặc là cái gì đó, hoặc là cái trống ban thạch đó, hoặc là phúc duyên cũng được. Rồi mảnh số 3 mình sẽ làm nhanh luôn ha. Yeah, mảnh số 4. Rồi còn thiếu cái mảnh thiên thạch. Ok, mảnh số 5. Rồi mảnh cuối cùng ha. Số 6 nữa là đủ bộ là có được một cái món hoàng kim các bạn. Ấy chà chà, lần này thất bại rồi các bạn ơi. Thì thành công 5 lần, thất bại một lần rồi, xui dữ vậy ta. Thôi mình sẽ lấy một cái đồ phổ ra để là làm tiếp ha. ID của nó như là 388 thì vậy. Rồi thiếu cái phôi rồi, phôi kháng tất cả này, lấy luôn ha. Khoáng thạch khảm nạm này,
huyền thiết khoáng khác tất cả. Phẩm chất 7 đây. Wow, nó cho tới nhiều cái quá, dùng hết đi. Một cái là đủ rồi. Rồi tiếp tục. Thì những cái cuối cùng nó lại xui mày, nó lại thất bại mới đâu chứ. Thiếu mảnh thiên thạch rồi. Thiếu mảnh thiên thạch thôi, chạy qua kia mua mảnh đi. Thiếu mảnh số 6 hả? Để mình chạy qua ông Hàng Rong thử có bán không. Quá là xui mày. Trời, nó thành công luôn là đỡ rồi. Hàng Rong này. Đó, có bán mảnh thiên thạch này mày. Mua mảnh số 6 ha. 120 vạn à. Hay 12 vạn. 12 vạn thì phải. Rồi mình trở lại ép tiếp thôi. Không lẽ lần này thất bại nữa. Mạnh số 6. Huyền tinh chính mà cũng thất bại, hơi căng đấy. Yeah, thành công rồi, đủ 6 mảnh ha. Thì mình xuống dưới mình là ghép luôn mẹ, ghép thử nó ra cái đồ. Đi rất là xa ha. Chắc có lẽ mình làm luôn bộ ăn ban đi. Mấy cái này mình để dành bên này đi ha. Đó, cái đó là cái dây chuyền đổ bộ rồi. Tí gặp thợ rèn thần bí đổi là được mẹ. Rồi mình sẽ làm tiếp cái cúc hoa thạch chỉ hoàn luôn ha. Ở đây mình cũng đã lấy 6 mảnh luôn rồi. Cái này thì cần cái gì? Huyền thiết tăng nội lực cấp 6 ha. Huyền thiết khoáng này. Tăng nội lực này. Phẩm chất cấp 6 này. Rồi, ok. Rồi cái thứ hai là phù dung thạch tăng kháng băng cấp 4 trở lên. Phù dung thạch. Phù dung kháng băng. Phẩm chất 4. Đó, mình lấy phẩm chất nó hơi thấp thôi cho nó dễ thất bại. Chắc lúc nữa mình lấy phẩm chất cao đi cho nó chắc cú. Rồi lấy mảnh thiên thạch nữa ha. Tương tự ba cái mảnh 7, 8, 9 thì không cần. Game tiếp các bạn. Lần này thì hai cục đá mới được. Một cái này huyền tinh. Ok. Ok. Tiếp tục luôn ha. Được luôn. Nguyên mệnh thứ tự đi. Ba mảnh. Cuối cùng yeah, đủ rồi các bạn. Đó, để vô đây ha. Để vô đây. Có vẻ hơi chật rương rồi. Chắc mình bỏ vào đây đi. Cho nó rộng rãi đi. Ok. Rồi lấy cái điền hoàng thạch ngọc bội. Tương tự cũng 6 mảnh này. Rồi cái này cần cái gì? Huyền thiết khoáng nội lực. Ok. Huyền thiết khoáng này. Tăng nội lực này. Mình lấy phẩm chất 10 luôn đi. Đó, cho chắc cú đi. Phù dung tăng kháng độc. Phù dung thạch. Tăng kháng độc. Kháng độc này. Lấy cấp 10 luôn cho chắc cú các bạn. Đó. Rồi lấy thêm cái mảnh thiên thạch. Rồi số 7, số 8, số 9 bút đi. Tiếp tục ha. Cho chắc cú cho nó không, nó lại thất bại rất là mệt mỏi luôn. Một mảnh này. Pin.
theo thứ tự vậy. Ai mà rất là hồi hộp á, ngày xưa là nó dễ thất bại lắm, ngày xưa mình làm gì có huyền tinh chính các bạn, toàn huyền tinh cấp thấp thôi, phải tốn phút duyên với thủy tinh bỏ vô đó. Ngày xưa mà kiếm được một mảnh này rất là giá trị luôn. Ok, thực ra thì mấy cái đồ ăn ban này mình có thể dùng lệnh bài để lấy ha, nhưng mà mình chủ yếu mình test thử cái tính năng ép đồ phổ thôi các bạn. Ok, mặt cuối cùng. Rồi. Rồi bây giờ còn thiếu một bộ nữa thôi ha. Cái này bỏ qua đây đi. Mình còn thiếu cái giới trị. Tương tự cùng 6 mảnh này. Cái giới chỉ này thì cần cái gì? Huyền thiết khoáng tăng nội lực này. Ok, lấy luôn. Huyền thiết khoáng tăng nội lực. Phẩm chất 10 luôn đi. Đó. Phù dung tăng kháng hỏa. Phù dung thạch tăng kháng hỏa. Rồi, phẩm chất 10 luôn cho nó chắc cú ha. Rồi, lấy cái mảnh thiên thạch nữa. 9, 8, 7. Rồi tiếp tục. Ê. Quá là hồi hộp vậy. Cũng không hồi hộp lắm. Ráng cho thành công đi, tí mình đi đó ghép thử cái set hoặc cái set ăn ban nó thế nào ha. Ngày xưa thì nó mắc lắm mày ơi, tiền đâu mà mua được anh. Ngày xưa lúc đầu mới ra chơi set ăn ban mini các bạn, set ăn ban của bắp chủ yếu là để nó kích cái set cái dòng 6 dòng đồ đồ xanh đồ tím thôi, chứ cái thuộc tính đồ ăn ban nó cũng không có cao cho lắm. Ok, số 1 tiếp tục. Ok, mặt cuối cùng chắc là thành công chứ, làm sao mà thất bại được. Yeah, rồi đủ rồi các bạn, mình sẽ đi xuống gặp thợ rèn thần bí ở Long An ha, để đổi đổi sang cái đồ kim các bạn, xét một set armor, hy vọng là sẽ được một cái chỉ số nó cao ha. Rồi mấy cái này dồn lại đi. Ok, gặp thợ rèn rồi, thợ rèn thần bí Long An. Đây thì nó có sử dụng à, cái này chọn cái dòng là sử dụng mảnh trang bị để hợp thành trang bị hoặc kim này ha. Đó, mình sẽ bỏ 6 mảnh nó vô ha, từng món một nha các bạn, bỏ sai là không có được đâu. Ok, xác định. Đó, được một cái an bang kê huyết thạch giới chỉ, thuộc tính là như thế nào đây? Kháng hỏa 29, nội lực 176. Ok, khá là ngon các bạn, kháng hỏa 79 là 29 là gần maximum, là quá là ngon rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục cái món thứ hai ha. Chỉ họa. Yeah. Bao nhiêu đây? Kháng băng 27, nội lực 136. Bị rớt rồi các bạn. Thôi, làm được ha. Tiếp tục. Món thứ ba, ngọc bội. Yeah. Bội bao nhiêu đây? Kháng độc 26. Trời, càng ngày càng rớt luôn mày. Rồi món cuối cùng ha, cái dây chuyền cũng là cái món quan trọng nhất này. Kháng tất cả ha. Hy vọng là kháng tất cả 20 mày. Có khi nào được kháng tất cả 20 không? Kháng tất cả 20. Oh yeah.
Cách cả 18. Ok, 18 nó cũng được rồi. Có khi nó ra 15 đó. 18 à. Đó, 18 cũng ngon rồi. Ngoài ra thì thợ rèn thần bí có cái chức năng là rèn bề ăn ban hồn bỉ bạn, từ ăn ban thường lên hồn bỉ này, mình có thể nhận nhiệm vụ nha các bạn. Mình làm luôn thử được mà. Bắt đầu này, nhiệm vụ này. Ăn ban cúc hoa thạch chỉ hoa, 2 cúc hoa thạch và 1 băng thạch kết tinh và 10 lam thủy tinh. 2 cúc hoa thạch này, 1 băng thạch kết tinh và 10 lam thủy tinh. Ok, cái này chắc là phải dùng cái lệnh bài để lấy rồi các bạn, chứ trong kỳ trong cát mà có bán ha, các bạn đợi mình xíu bạn. Ok, mình đã trở lại đây anh em ơi. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ này ha. Nó cần 2 cái cúc hoa thạch này, 1 cái băng thạch kết tinh này và 10 viên lam thủy tinh. Cúc hoa thạch thì mình sẽ xem cái này ha. Cúc hoa thạch ID là 963 ha. Mình sẽ dùng lệnh bài lấy luôn. 963 này. Một cái này. Hai cái. Rồi 1 cái băng thạch kết tinh. Băng thạch kết tinh là 967 967 phải. Ok, băng thạch kết tinh này và 10 viên lam thủy tinh. Lam thủy tinh thì mình mua 10 viên luôn. 100 tiền đồng. Trời ơi, quá là mắc luôn. Ok, mình sẽ làm cái nhiệm vụ này. Chế tạo này. Đủ rồi ha. Hỏi vô. Cúc hoa thạch chỉ hoàng đây rồi. Hiện tại chỉ số là nội lực 136, kháng ban 27 này. Tục thử lên được bao nhiêu mà. Yeah, lên hoàng mỹ rồi các bạn. Hoàng mỹ này. Hoàng mỹ này. Trời, vẫn kháng ban được 27 ha. Nó thêm được dòng sinh lực nữa các bạn, sinh lực 107 nữa thôi. Chỉ số thì nó không có thay đổi hay sao á. Ok, rồi mình sẽ tiếp tục với cái tiếp theo ha. Cái thứ hai là an ban kê huyết thạch giới chỉ này, 2 băng thiềm tơ, 3 kê huyết thạch này, 10 lục thủy tinh. Băng thiềm tơ 2 và kê huyết thạch 3. Còn đây, băng thiềm tơ 2 này, 965 ha. Ok, tiếp tục. 2 cái băng thiềm tơ, kê huyết thạch 3 cái này, kê huyết thạch là 36966. Ok, còn 2 cái nữa. Rồi, và 10 viên lục thủy tinh. Mua luôn nè, lục thủy tinh mua đây 10 viên cho nó lẹ đi. Có 100 tiền đồng chứ mấy. Mình rất là giàu ha. Rồi, bỏ vô. Cái chữ phải nó không có vô, khá là mất thời gian. 10 viên lam thủy tinh. Rồi nó kêu là cúc hoa thạch ăn ban kê huyết thạch giới chỉ chứ. Đây rồi. Nội lực 176, kháng hộ 29 ha. Xác định lên hồn bỉ thì được bao nhiêu. Oh yeah, thành công rồi. Nó thêm cái dòng sinh lực 148 thôi các bạn. Không có thay đổi 2 cái chỉ số trước. Rồi tiếp tục cái tiếp theo này ha. Ăn ban băng tinh thạch hạng liên này, còn 2 mã nào, 1 mảnh thiên thạch và 5 tử thủy tinh, 1 thần bí khoáng thạch. 2 mã não này, 5 tử thủy tinh và 1 thần bí khoáng thạch, 1 mã thiên thạch và 2 mã não. Ok, mã não này 2 cái ha, 964 2 cái, 4,964 phải
1964 và 1972 này. Một cái mảnh thiên thạch 968. Đúng, phải 1, phải 968. Ok, một cái mảnh thiên thạch. Hình như là 5 viên lục thủy tinh phải không? Mẹ nó nói cái gì mình quên mất tiêu vậy. Năm tử thủy tinh, một thần bí khoáng thạch. Ok, mua vô shop mua. Tử thủy tinh 5 viên. Rồi, một cái thần bí khoáng thạch 5 xu, mua luôn. Yeah. Bắt đầu ha. Lần này thì ít thủy tinh hơn, cái dây chuyền thì đơn giản hơn. Bỏ cái dây chuyền vô. Yeah, rồi lên Hoàng Mỹ An Bang rồi. Cái gì đây? Thêm được cái dòng kháng lôi 5%. Quá là bèo luôn. Ủa thôi kệ ha, con cũng được ha, Hoàng Mỹ mà. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư cuối cùng này. Thì còn cái gì đây? 10 điện hoàng thạch. Một tính sứ kim bài. Trời ơi, rồi cái gì mà ác vậy ông? Một huyền tinh cấp 8. 10 điện hoàng thạch hả? Để mình lấy coi. Điện hoàng thạch là 969. Để mình lấy 100 cái người ta. Thôi lấy tất cả đi. Đúng, phải 969. Phải một. Trời, cái này nó không có xếp chồng hả? Lấy 100 cái là tới chuyện luôn đó mẹ. 4,969. 2 cái. Để mình đã lấy đủ 10 cái điện hoàng thạch rồi. Tiếp theo là một cái tính sứ kim bài. Tìm coi. Trong này không biết có không? Không có rồi các bạn. Để em kiếm coi. Tìm cái tính sứ kim bài coi. Rồi, đây rồi, đây rồi. ID của nó là 888. Đây rồi, tính sứ kim yêu bài. Rồi, cần cái gì nữa? Hình như là một cái huyền tinh cấp 8 phải không? Huyền tinh cấp 8 mua luôn, 150 tiền đồng. Rồi, còn cái gì nữa để mình coi coi. Rồi, đủ rồi này. Mở vô. Cái này ông yêu cầu hơi là căng đấy. Mà cái ngọc bội. Yeah. Đó, lên rồi các bạn. Coi thử coi. Thêm được dòng khác tất cả ba nữa. Bèo dễ sợ luôn bạn. Thì này mới có hoàng mỹ thôi ha. Ngoài ra trong này, trong game này nó còn có một cái bộ cực phẩm hoàng mỹ. Hoàng mỹ cực phẩm an bang đó. Ồ, bộ đó mới là ngon nhất ha. Thì hôm nay mình làm tới đây thôi. Có thì ở một thời gian thần bí này có chức năng up lên hoàng mỹ này. Nó cũng tương đối là hay. Có ngày xưa là tốn hút máu không biết bao nhiêu tiền của người chơi đâu các bạn. Đó là mình trước khi đi mình phân mảnh thứ ha, phân mảnh thứ được không, phân mảnh này đi. Thì ổng chỉ phân mảnh đồ ăn ban thường thôi các bạn, thì đồ ăn ban hoàng mỹ ổng không có phân mảnh được. Thôi tạm thời vậy thôi ha, thì hôm trước mình test phân mảnh là phân mảnh bình thường thôi các bạn. Ok, đó là cái set ăn ban thôi ha, chắc clip hôm nay mình dừng tại đây thôi. Hôm sau mình sẽ test một số cái set đồ khác xem nó có ok không. Ví dụ như là set định quốc, hiệp cốt, du tình. Là sau này là mấy cái đồ hoàng kim môn phái luôn các bạn. Thì mình có test trên mấy cái set đồ của Thiếu Lâm khá là ok rồi. Có gì hôm sau mình sẽ thử làm clip thôi ha. Ok rồi, clip hôm nay đến đây thôi bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.